cho phụng ông đi xem nào. Ê, em nó chặt bụi tre này, chặt bụi tre làm củi đun để cho nó quang ao cháu, chặt bụi tre đun cho nó quang ao chứ không phải là chặt để khai thác làm gì cả, tóm lại là phá này nhỉ, cho nó quang cái ao nó đỡ cứm ao. Hôm nào đốt ấy, lấy cái cây này chống đầu này đầu kia cho nó cao cao này, là ven ven hết rồi là đốt đầu này, ven hết. Đốt xong rồi vứt xuống. Và đốt xong rồi bỏ xuống hoặc nó cháy dây thì chết. Hôm nào họ nó đốt ngoài kia nó cháy nó nổ. Hơn sao? Cả cái cây ninh tinh là khai thác hết à? Bán cho nó à? Bán cho nó à? Ai? Không bán 2 triệu. 2 triệu thôi, giá 2 triệu 4. Chủ tư không bán 4 triệu cây đấy. Ấy nó ấy được còn ạ, nó sâu gốc rồi còn có đoạn gốc thôi. Nó sâu rồi chứ. Thôi hết thì anh cứ để 3 năm nữa còn. Thôi gì gốc á? Ừ. Thôi ngọn còn. Nó lấy có mỗi cái cây ngọn to cái gì còn. Cái cây nhà con ngoài đầu ngõ trả 4 triệu con đồng bản. Cây này còn 4 triệu không hết. Cây này còn cái gì nữa đâu. Nó sâu vào gốc rồi. Cây bé tẹo làm sao là ngõ nhà bé tẹo. Cây này mít dày. Cái kia mít dày. Nó nói đâu. Cái cành nó còn to hơn cái chân trên này. Bằng đây này nó không lấy nào. Đây làm gì có nõi mà. Đây. Nó không có nõi nó không lấy. Kia mai kia trồng mỡ vào đấy, trồng gì? Trồng dược keo, mà không ấy thì để trồng màu cho nó. Trồng màu thôi, đưa vào nó cứng. Có đưa trồng mỡ trồng mà không ấy, đưa trồng màu, như này, đưa trồng cái gì mà cứng mà chạy. Trồng ấy không được, trồng quý không được ăn đâu. Đâu? Chứ trồng mỡ hay trồng kháo, kháo cái kháo nó to như kiểu của cái ấy, cái múc ấy, nó to như cái múc ấy, cái kháo. Ừ, đang trồng à? Bây giờ vẫn đang trồng à? À. Tí này giờ quay. Chơi đâu? Ai về đón? Bạn sao không thấy? Bạn sao không thấy? Hấn đón về nào ca chơi gì? Xe máy à? Hay ô tô à? Thế mà xuống Hồng Xuân chơi thì nửa buổi thì dãy này như là phải đỉa gặp vôi. Lâu nay có đau không? Nếu không lâu nay không uống thuốc à? Muộn kệ nó là cái xương ấy.
thằng ấy nó chích cho thì anh là cho chị mà thấy hấp dẫn là nhiều bấm máy ủng hộ ông hai, chị phải xin chào tạm biệt nha.